Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải nha anh em ơi. Hiện tại bây giờ thì Khải sẽ chuẩn bị lấy kim để phát lương thiên hạ nhất bang cho anh em bang Khải hôm trước nha anh em mọi người. Hôm trước thì bang Khải đã 40 người nha anh em. Anh em cùng xem sơ cái thông báo cho màn hình này anh em ơi. Tất cả người tham gia đều được hết nha anh em ơi. 40 người đầy đủ, không thiếu một ai. Đó. Rồi, trước khi phát thì Khải lấy kim đã mọi người. Mỗi người 2 kim 5 nha anh em. 100 kim adder phát thì mỗi người 2 kim 5. Lấy bớt ra. Rồi. Nhảy thành đội xuồng ấy. Rồi. Đứng đi anh em ơi. Đỡ Khải đi đội xuồng cả nhà anh em. Hai kim năm. Khải ơi. Anh sao bán này? Được bao nhiêu thì anh lại đưa lại cho Khải thế được rồi. Ờ 180 xuồng. 20. Mày khách đứng chân. Rồi, đây. Đầu tiên là Khải sẽ phát cho nhanh luôn này. Đầu tiên là Linh Tiểu Muội đứng top đầu này. Linh Tiểu Muội này. Bỗng Thiếu Lâm Hà này. Hà đây em ơi, Linh Tiểu Muội tí cầm luôn hả? Đây. Ok, Linh nhớ tí là hai người là nem kim này nha. Lâm cho ai nữa đâu? Ok, em nhớ Linh là nem kim này. Đó, cái video này Khải sẽ úp lên kênh này em ơi. Khải cái gì cũng vậy em, rõ ràng em ơi. Cái nào ra cái đó chứ đỡ mang tiếng không được gì đâu em ơi. Đây, mỗi người 2 kim 5 này. Linh Tiểu Muội này. Từ đã Khải chích vô này nè. Đây, dấu đỏ đã nhận nè. Rồi, Linh Tiểu Muội cô tí rồi. Cô tí fan rồi bây giờ này, ok rồi. Tiếp tục, Hà đâu rồi? Bóng Hà này, bù anh Phát này. Anh Phát ơi, giao dịch anh Phát ơi. Thiếu Lâm Hà này, Hà ơi. Đó, anh em ráng hoạt động thêm vài ngày nữa rồi. Lương 75 kim Khải cộng lại quỹ ban còn lại bao nhiêu phát hết cho anh em lần nữa là xong. Chúng ta đi về nhà mới thôi. Rồi, anh Phát xong này. Hà đâu em ơi? Ok, 180 xu gì ta? Cút tí. Ai đưa đây? Em cầm 100 bán vừa bán lệnh bài mốt tổng ấy. Ok ok. Hỏi không ai đánh thì thôi bán luôn đi. Bảo anh Mẫn đánh rồi thôi. 30 cái mà bán rồi, anh bán thằng nào đây? Bán nào đây? Tiếp tục. Anh Mẫn này, Hà đâu rồi? Mẹ thì Hà đâu anh Mẫn đâu rồi? Rồi. Giao dịch này anh không có, tiếp tục là Lý Quỳ Mẫn này. Giao dịch này. Mẫn này, buồn Mẫn này. Bỗng đâu, Thiếu Lâm bỗng Hà đâu rồi? 2 kim 5 mỗi người nè mày. Chia đồng, anh đồng chia đủ cả. Rồi, tiếp tục. Anh Mẫn xong này. Rồi, Lý Quỳ này. Lý Quỳ, ngày 10 Lý Quỳ này. 2 kim 5 này. Có thêm gia là có thưởng hết nè, phát hết. Không đỡ chi ai cả. Rồi, anh Thức này. Hà đâu rồi, Hà có like không? Anh Thức đâu rồi? Đây. Thức giao dịch này. Rồi đường bom bia đỡ Khải bia em sau này. Có anh em nào hay những tin nhắn đường bom bia ha, không đỡ Khải gửi đi cho nó chắc này em ơi. Rồi anh Thức xong này. Nghe mi bỏ hành này em ơi. Nghe mi bỏ hành này. Bùa việc đỡ Khải bia em việc này. Nam đỡ này, phát viên gì này, phát viên gì con like này cũng có like không em ơi. Rồi bỏ hành xong này. Nam đỡ này. Đạt đang đâu Đạt ơi. Nam đỡ này, Nam đỡ giao dịch, Nam đỡ ơi. Nam đỡ đâu? Giao dịch này anh ơi. Nam đỡ phát viên gì bé hùng tứng nhỏ. Những anh em này không có like thì Khải sẽ bị em Khải trả. Bom phi. Phi chật đâu? Nam đỡ xong nè. Bé hùng. Đây để cho Yến Tử nhận ốc cho. Ok, Yến Tử qua đây. Tôi hay thường xuyên nhắn tin động rồi tôi báo ông câu là ông nhận nhớ rồi. Phi bé hùng này. Ừ. Rồi. Rồi. Rồi ok, đỡ phi chật với lại Yến Tử luôn. Rồi, phi chật Yến Tử luôn này. Phi chật này. Yến Tử mượn số máy này. Yến Tử số máy ta. Từ nha. Ủa Yến Tử bữa số mấy ta? Yến Tử hai mấy? Hai mấy đợi chút nha. Ủa? Ông đánh trận mấy? Trận 1, trận 2 có đánh không? Trận 1 có đánh không? Trận nào cũng đánh. Trận nào cũng đánh nè. Trận nào cũng đánh Yến Tử. Cầm ngắt thiên nhẫn loạn mà. Thiên nhẫn loạn. Răng hơi hô vui vẻ. Bùa. Trung về. Đây ok. 37 ok.
bom phi nè, chứng tử nè, phát đâu gạch anh đó đỡ khỏi lộn nè mày. Này một lần phát tốn hơn một gần 200k nè, lộn một cái là toan luôn rồi. Rồi này xong hai người này, tiếp tục là cun ghẻ này, cun ghẻ này, cun ghẻ này, cun ghẻ này. Duy thì Duy khai phát sau này. Từ từ cun ghẻ rồi đi đồ sâu ạ. Rồi đi đồ sâu nha. Quang Khôi này, Khôi ơi, đọc cô tóc này. Rinh hay hô này. Mấy người không còn trong bang thì khai sẽ bị em riêng này mày. Không đang ăn cháo rồi, ok tiếp tục. Hello Tùng Đoàn Thanh em ơi. Ok Tùng Đoàn Thanh ơi, tí nữa anh BM anh gửi cho em ơi. À, đây tiếp tục này anh em ơi. Đọc cô tóc này, đọc cô tóc này, mỗi người 25 này. Cũng ghé đợi chút này. Đọc cô tóc này. Tất cả đều có cả, tất cả anh em đều đánh đều có cả. Rồi. Em lấy lương cho anh rồi đấy anh Phi Trịch ơi. Cun ghẻ này, cun ghẻ. Đi về đường môn đi em. Cun ghẻ này. Cun ghẻ này. Rồi, tiếp tục là Khôi, Rinh Hay Hô, Phát Viên Di. Cun ghẻ này. Phát Viên Di này. Giao dịch Phát Viên Di này. Lần 2 kim 5 này tương đối khoảng tầm 150k. Phát Viên Di xong này. Rinh Hay Hô ngáo vui vẻ. À, đúng rồi. À, đúng rồi, ngáo vui vẻ. À, Khôi này. Khôi này. Khôi này. Ngáo vui vẻ khen Hay Hô. Năm động ngáo ngơ anh ơi. Úc 10, Thanh Tùng. Thanh Tùng đoán bị em anh Tùng ơi. Rồi. Và chủ tục ngáo. Rồi, anh Năm động ngáo ngơ này. Hai kim nam cắt đó nè. Úc 10, đọc nhẫn long, Super cửa thần, đọc cô hành, mất tích, nhóc danh. Rồi Úc 10 nè anh ơi. Úc 10 nè. Đạt ơi. Nghe anh ơi. Tương tương đông rồi. Rồi để lát thêm kim nha. Anh em nhận kim xong rồi đi chỗ khác đỡ khỏi bị lộn anh em ơi. Rồi còn hơn 10 người đang ở trong bang. Phát hơn 10 người trong bang, còn những người ngoài bang thôi. Thủ quỹ của mình còn cái Nam Minh Chi Tinh không? Nam Minh Chi Tinh hết rồi em ơi. Hôm qua, hôm qua Duy đưa anh nuốt hết rồi. Xong rồi nhá. Nam Minh Chi Tinh mà anh nuốt hết luôn. Đã đi xong. Hôm qua nép con nón nữa. Còn dư một cục này đợi tí nữa cho ông kia này. Đâu rồi đúng không ta? Ông Hùng đâu rồi? Đây, ông Hùng nãy xin đâu rồi, Duy đừng môn khả cho này. Bữa ép cái đón có 3 cục thôi, hết rồi. Còn dư 1 cục thôi. Rồi, tiếp tục này em ơi. Ai chưa nhận lương gì đồng môn này em ơi. Đây. Đọc nhẫn long, Super cửa thần, nhóc danh. Nhóc danh giao dịch này. Đó, người 25 anh em. 100 kim chia đều cho 40 người tham gia anh em. Trận 2 thì hai mấy người không nói rồi, nhưng trận đầu là đầy đủ nè, trận đầu không thiếu rồi. Mượn những em bên ngoài nữa thì Khả sẽ bị em, Khả sẽ phát lương cũng như là donate cho người ta, là miễn sao người ta nhận được số tiền này thôi nè. Đọc nhẫn long nè anh ơi. Đọc nhẫn long giao dịch anh ơi. Giao dịch mình cứ ghi Khải cho đi tổng kim phát. Ok. Đạt số mấy ta? Đây, kiên đông nha. Bừa số mấy, đọc của Hành đúng không? Ok, đồng hành giao dịch. Mất tích, Cyber cửa thần, ngáo vui vẻ, Rinh Hay Hô. Ngáo vui vẻ này. Sở tin 2 tải là anh gì ta? Mình. Hả? Nhìn thế nào đây? Yasuo, chùm Yasuo. Cái gì? Từ nha, ngáo vui vẻ này. Từ nha, ngáo vui vẻ này. Anh có đi không? Rồi,
là Yasuo á. Ok, Yasuo đúng không? Yasuo. Hôm bữa là ghi tên gì trong này ta? Yasuo. Ghi gì ta? Hôm bữa cá mạc số mấy anh ơi? Hưng Hạo Hán không? Hưng Hạo Hán mới vô bàn không có Hưng ơi. Số 38. Ô. Ok ok ok. Anh Hưng cầm mạc hôm đó cầm con lông chùm Yasuo cầm con lông xét này. Ok anh ơi. Giao dịch này. Hôm trước cầm con lông xét đúng không? Sao anh làm gì mà không ghi? Rồi ok. Hỏi là mình nhớ thôi nè, tại vì mình không rõ lắm. Rồi. Chùm Yasuo đã ghi lại chỗ này. Yasuo. Yasuo. Gì vậy? Độc nhấn ông xin lắc ngoài đúng không nhỉ? Hà giao dịch em ơi. Hà nè, anh sang anh gì Kim Sơ bên Kim. Hà nè. Nguyên cái này nhé. Hà nè. Rồi anh Trọng đâu? Anh Trọng đâu? Anh Trọng mượn có đánh không ta? Anh Trọng không có đánh nha. Anh Trọng trận đầu không có đánh nha, không tính nha. Rồi Hà ngáo nè. Hàng áo. Rồi ok. Tổng Kim Sơ bên Kim đâu rồi? Rồi Khải xong coi còn thiếu bao nhiêu người. Duy nè. Thấy Yên Pham còn lại 1 đây. 2 Sơ bơ cửa thân chụp 3 nè. 4 đây. 5 6 7 rồi ok. 8 9 10 11 nó lên lại 1 nè. Hai này, đồng bông bia này, Việt áo này, OLED này, tướng nhỏ này, 3, 4, 1, 2, 4, 5, 6, chung với người ta này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11, 12, 13, 14, 15, 15 người, còn lại trong bang 4 người chưa nhận nha em ơi, bang 4 người chưa nhận nha, ngày mai giao dịch tiếp thôi. Ok, rồi, nói chung thì anh em xem video đừng quên cho một like nha em ơi, chung là đàng hoàng rõ ràng hết em ơi. Đây cho anh em xem này. Đó. Còn thiếu ai Khải phát tiếp thôi. Phát đầu ghi dấu đó đợi bị lộn nè. Rồi. Bây giờ thì Khải cắt vô còn một số dư anh em. Trong rương Khải còn khá là nhiều. Là cái này đợi phát tiếp anh em ơi. Là Khải rút thêm xíu nữa. Đây. Lần nào cũng phải rút rồi phát. Rồi ok chưa? Đó anh em xem video thì cho Khải một like và chia sẻ nha em ơi. Nói chung là bên mình thì cứ ăn đồng chưa đủ, anh em có nhiều thì anh em có hoạt động thì sẽ phát anh em vậy thôi. Này mấy cái tối phiến này cho đỡ cho ba không này. Không là nói được hai cuốn phi tinh.